các giám mục Úc kêu gọi chính phủ tiếp nhận thêm người tị nạn Afghanistan. Hội đồng giám mục Úc kêu gọi chính phủ tiếp nhận thêm người Afghanistan đang chạy trốn khỏi sự cai trị của Taliban. Trong một lá thư gửi Thủ tướng Scott Morrison, Đức Tổng giám mục Mark Coleridge, Chủ tịch Hội đồng giám mục Úc, kêu gọi chính phủ tiếp nhận thêm ít nhất 17.000 người Afghanistan đang chạy trốn khỏi cuộc xung đột của đất nước. Trước đó, chính phủ đã công bố kế hoạch tiếp cận trước mắt cho 3.000 người tị nạn đến từ Afghanistan. Theo Đức Tổng giám mục Coleridge, đây là một cam kết quan trọng, nhưng cần phải nhiều hơn thế nữa. Ngài chỉ ra rằng nhiều người Afghanistan sẽ dễ bị tổn thương dưới sự cai trị của Taliban, đặc biệt là phụ nữ và thiểu số tôn giáo và những người ủng hộ lực lượng phòng vệ Australia ở Afghanistan. Kêu gọi lòng quảng đại từ các nhà chức trách Úc, Đức Tổng giám mục Coleridge nhắc lại rằng trước đây Úc đã có những nỗ lực ứng phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo quan trọng và nói thêm rằng các cơ quan công giáo sẵn sàng hỗ trợ chính phủ trong việc tái định cư người tị nạn như một biểu hiện của mối quan tâm lớn của chúng tôi đối với người dân Afghanistan. Mỗi năm, Úc cấp 18.750 thị thực nhân đạo, nhưng năm nay chính phủ chỉ mới cấp 13.750, giảm 5.000 với lý do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.